Đây là con bù tọt này cả nhà. Ủa thì nó nằm ở cái bì đường, cái đường từng để đi đã miếng suối này. Nằm ở sát bì đường. Mời cả nhà cùng theo anh em Tùng đi bắt cua nha cả nhà. Nay tối tối rồi đi bắt cua ở dưới suối ở gần nhà cả nhà. Kỳ, không có cua hết đâu. Cua tím. Ui da. Cả nhà ơi, trời ơi, cua. Được một con cả nhà. Con nữa chứ quên, nãy bắt rồi. Tím hẳn ngồi luôn cả nhà, càng như mổ lết cua đực. Có con cua mà nằm giữa suối cả nhà. Ui da. Ra tới nơi thì nó bò cái gì. Trời ơi, sao kìa. Ui da, ướt hết rồi kìa. Đây con nữa. Cặp luôn. Hai con. Hai con hay là hai con chứ không phải là một cặp. Ở một cặp luôn, cũng con đực con cái luôn nè, con dưới con cái cả nhà. Chơi cũng đực. Ây da. Thấy cua tím này cái này giờ nó còn không? Trốn kỳ quá. Ủa mất tiêu tao ơi, ở đây mấy con luôn mày ơi. Ba con bắt được, bắt với được con rồi, còn cái tay mới cầm máy quay mẹ ra. Xuống đi, xuống đi. Cạn à, thế đều gối nha. Cái thủ ấy còn hai con nữa cái này bắt kịp không? Bên đó con cái này đây con. Okay. Chụp con coi, nè đó. Đâu? Chụp con bên này. Ồ, chụp đó đi. Ui da. Đó. Còn cái suối con này, cua giờ nó hết cua tím rồi vậy, còn cua vàng vàng rồi cả nhà. Từ từ nó nhỏ dần theo thời gian rồi. Đấy, cua đấy. Tím không? Hơi bị tím. Có con cua nè. Cua cái. Suối này bắt được cua cái không? Nãy bắt đầu vô bắt cua đực, giờ bắt cua cái không cả nhà. Không thấy nào ta. Đây nè, hai ba con nè. Đâu con nữa. Chạy mất. Ây da, ây da, chứ chạy đâu được. Ba con luôn hả? Đây, lấy vô. Nhỏ 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 vàng vàng không cả nhà. Hết cua tím mà. Càng lên cạn cua nó càng nhỏ hay sao. Cua sữa. Ủa cua sữa. Mới lột luôn. Thả đi hai bác. Thả đi. Bỏ vô chung mấy cua kia kẹp chết. Đưa mượn cầm cua sữa. Nhẹ thôi thì nó chết luôn. Xác mới lột luôn. Xác mới lột. Đây nè. Đây con cua sữa cả nhà, mới vừa lột xác luôn. Cua này ăn béo lắm nhưng mà tụi mình bắt về nấu canh á, tụi bỏ rộng chung á, thả nó xuống để chút nữa nó kẹp cũng chết rồi cả nhà, sáng mai mình mới nấu được. Đây đây là con cua màu vàng. Lúc này nó trong rồi, cùng rồi thì cả nhà dễ nhìn. Phút nãy mới đục cái này. Rồi, cũng không rõ. Kìa, cái tiếng gì đó. Đây. Cua đực cái này. Rác không à? Trời đi, chút nữa đó. Ê, con cá trời, trời bá luôn kìa. Đâu? Đây nè. Hả? Ừ. Trời. Đè đâu bắt được không? Hứng tối xuống hả? Đè xuống gì? Đè nhẹ nhẹ thôi. Ừ nhẹ thôi. Đè lên nè. Từ từ từ. Cô bắt cô trước. Cô nè. Đâu? Đó. Cô chưa bán nữa. Cô chơi cái nào. Từ từ. Nè nè. Hai tay. Đè tay trước tay sau. Ừ.
nhẹ thôi, hạ xuống rồi bơi lên. Ừ, từ 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 đây đưa được cái ấy này rộng hả? Tự nhiên tự nhiên rồi thành công một cái nha. Quá trời đây cả nhà, chút về tụi đủ ra cả nhà nhìn kỹ hơn. Cua dữ dằn mà cả nhà, bỏ nó chạy. Ây da, cái ở đây nước vàng sao con cua nó vàng 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 cái chân cả nhà. Còn con có cá hay gì nó ăn đây ta hay à? Nó rụng ra rụng cẳng rồi, đang mọc ra đó. Đây về tới nhà cả nhà. Ồ, cái này 3 kg mấy luôn rồi. Đây cua cả nhà, thành quả của hai anh em sau 1 tiếng mấy đi bắt cua cả nhà, được con cá trê nữa cả nhà. Ê, con cua chạy đi đây. Học tay vô Bi, học tay nó có cắn không. Anh em Tùng xin tạm ngưng video tại đây cả nhà, hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo nha. Chào cả nhà luôn.